Express Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào đón quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại chương trình Ban Nhạc Việt. Và bên cạnh tôi đây là những chàng trai thuộc ban nhạc của đội chị Phương Uyên. Họ đến với phần thi có một ca khúc là một bản hit của nhạc sĩ Phương Uyên. Và một đêm mưa năm 1997, nhạc sĩ Phương Uyên lúc đó còn rất trẻ. Với tình yêu của mình dành cho mẹ, chỉ trong 30 phút chị đã viết xong ca khúc Mẹ Yêu. Đến năm 1998 thì ca khúc đã thực sự trở thành một hiện tượng âm nhạc Việt Nam lúc bấy giờ. Và hôm nay đây, trên sân khấu này, các học trò của nhạc sĩ Phương Uyên sẽ hát ca khúc Mẹ Yêu. Ngay bây giờ, trong giờ phút này, tôi đề nghị tất cả những ai đang có mặt trong khán phòng, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho những người mẹ tuyệt vời của chúng ta. Xin mời. Tôi được huấn luyện viên Phương Uyên giao cho một cái trọng trách rất là nặng nề, là thể hiện lại ca khúc Mẹ Yêu. Đầu tiên thì lúc nào tôi cũng vậy, tôi để cho các bạn tự phát triển. Các bạn đã đưa ra một bài hát rất nghiêm túc, nhưng nó cũng chưa khác xa các bạn phố thủ là mấy. Và với một ca khúc đã vô cùng quen thuộc như vậy thì huấn luyện viên Phương Nguyên đã giúp chúng tôi và đã dành tặng cho chúng tôi một điều hết sức là đặc biệt. Với video bị mắc phải cũng như dòng trước cũng phải chính là tâm lý khi thi đấu. Tôi mong là các bạn hãy giữ vững tâm lý. Cố lên, các bạn sẽ làm được. Tôi tin là các bạn sẽ muốn về đồng trọng. When I fall, your love is the beginning of all. Hold me there inside your heart, set and sound. When the world had it too cruel, inside your army where I run back to. Who I don't say it's a lot, mama, please know that this is for my heart. You will always be in my heart.
bên con khuyên gian con nên người. Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm ôm con trong tay không ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều, dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói. Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu, khúc hát dù còn trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, đưa con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi. Với bài hát Mẹ Yêu này thì tôi thấy là nó cách đây hơn 20 năm rồi. Cái cách nghe của cái thời điểm đó nó khác. Và bây giờ là một cái chiếc áo mới hoàn toàn. Và các bạn giữ nguyên cái giai điệu gốc nhưng mà các bạn thay đổi hoàn toàn về hòa âm. Thì cái không khí của cái bài hát nghe rất là lạ, nghe thích á, theo kiểu là hay á. Thứ hai là tôi thích cái phần hòa âm cuối cùng khi lên tông hơn là hai cái lần mà điệp khúc trước đó các bạn đổi. Nếu là tôi thì tôi sẽ bớt phức tạp một chút, tôi sẽ giữ cho nó gần với các bạn gốc hơn, để rồi lần cuối tôi mới thay đổi như vậy, như ý đồ đấy. Đây vẫn là một tiết mục đối với tôi là thành công. Cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay phần hát của các bạn đã vượt qua được cái mà tôi vẫn luôn soi các bạn, đó là hát phô. Thì hôm nay bạn đã vượt qua được điều đó, chúc mừng bạn. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với bài hát này, bởi vì bài hát Mẹ Yêu của Phương Nguyên, tôi ngồi cùng với chị Phương Nguyên để làm cái bản hòa âm đó. Tôi ngạc nhiên là bởi vì là nó khoác lên một cái áo hoàn toàn mới, cả lời anh và cả cái hòa thanh. Âm nhạc của mỗi một thập niên nó có một cái âm thanh rất là rõ. 60 là 60, 70 là 70, 80 và 80. Năm 90 là cái màu sắc mà các bạn đã rất là trung thành với cái bản phối này, các bạn dựng lại được. Đúng không? Bạn đúng đã nhận ra của điều năm đó. 90. Đó là cái cách của cái piano đánh, đó là cái cách đi bass, tức là đó hoàn toàn là âm thanh của năm 90 và các bạn đã tái tạo được nó. Luôn bên con khuyên gian con nên người. Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống. Mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Đó là cái thành công rất lớn của cái bài phối mà tôi muốn cho mọi người nhận ra điều đó. Cảm ơn chị đã nhận ra. Cảm ơn anh rất nhiều. Ở phần nhận xét thể hiện cái sự am hiểu tường tận âm nhạc của anh. Cảm ơn anh. Bây giờ mình nghe tiếp chị Mỹ Linh nhận xét này. Xin mời. Chị ngắn gọn lắm. Là chị rất thích tiết mục của các em. Chúc mừng. Xin cảm ơn chị. Chị Phương Nguyên, lúc vừa rồi chị đã không kiểm soát được cảm xúc khi mà người bạn thân thiết của chị đã phát hiện ra những điều chị muốn gửi gắm trong đó. Có nhiều điều mà tôi cảm thấy cảm động, là thứ nhất là tôi nghe lại bài hát này, một bài hát làm tôi xúc động, và những lời khen tặng của các huấn luyện viên cũng làm cho tôi xúc động, và tôi thở cái phào, vì tôi biết là các bạn rất là tài năng, nhưng các bạn
chưa lần nào hoàn hảo thực sự để mà nhận được những cái lời khen tặng mà chỉ có tôi biết được. Thì ngày hôm nay các huấn luyện viên thấy được cái điều đó thì tôi mừng cho các bạn, và điều đó cũng làm cho tôi xúc động. Cái ban nhạc này là ý nghĩa là rất là kiên định với một khuôn mặt ấy, khen nên cũng buồn mà vui chê cũng buồn. Thế thì tôi cảm thấy cái ban nhạc này họ khiêm tốn vô cùng á, mà họ cứ hiền, mà họ không biết là họ rất là giỏi, hoặc là họ biết là họ rất là giỏi. Không biết đâu, không dám nghĩ là mình giỏi. Thế thì các bạn cười đi, các bạn thực sự là một trong vài ban nhạc khá nhất của mùa này, các bạn nên cười với điều đấy. Cười đúng em bô nè. Cái này cũng làm rock ballad cho nên là cần phải viết sang tiếng Anh để cho nó phù hợp với cái thể loại nhạc những năm 90. Thì Quyên có nhờ ca sĩ Vũ Thảo My viết cho Lệ Anh, và nhân đây để Quyên cũng được cảm ơn bạn Vũ Thảo My. Các bạn đã nhận được lời khen, và điểm số như thế nào cuối chương trình chúng ta sẽ biết. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần thi của một ban nhạc. Ban nhạc này là niềm hy vọng cuối cùng của một huấn luyện viên. Đúng như trong các cuộc thi chỉ còn một cơ hội cuối cùng thì không còn gì để mất. Tôi xin mời anh Nguyễn Hải Phong. Ban nhạc cuối cùng của tôi, niềm hy vọng cuối cùng của tôi là Fireband, và sẽ xuất hiện với ca khúc Em Kể Anh Nghe. Fireband, xin mời. Bia Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình.